Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ 2020 diện váy lộ hết vòng hai to tướng, đội vương miện thì bị chê. Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ 2020 An Dê mẹ dạ diện váy đen lụa kém sang khi lộ hết bụng ngấn mở khi lên sóng truyền hình vừa qua. Miss Universe 2020 An Dê mẹ dạ đã trở thành chủ nhân của chiếc vương miện 115 tỷ danh giá. Thế nhưng trang phục lẫn cách đội vương miện của cô nàng bị chê bai thậm tệ khi xuất hiện trên sóng truyền hình vừa qua. Đại diện Mexico An Dê mẹ dạ đăng quang Miss Universe 2020. Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ lên sóng trên truyền hình trong chương trình Like Kelly and Zion vừa qua khi kích cỡ đầu cô và vương miện trông rất lệch pha. Thậm chí, người đẹp Mexico lộ cả vòng hai to tướng trong bộ váy đen lụa là khi xuất hiện trên chương trình giao lưu cùng khán giả. Trong khi đó, những bức ảnh lên Instagram và báo chí của Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ An Dê mẹ dạ thì lại xinh đẹp vì đã qua chỉnh sửa. Tân Miss Universe 2020 trong trang phục váy trắng vòng hai thon gọn đến đáng ngạc nhiên khi bức ảnh đã qua chỉnh sửa. Vốn được đánh giá cao thể hình thể mà An Dê mẹ dạ lại bị dân tình soi mói được những khoảnh khắc lộ khuyết điểm kém xinh. Nhiều khán giả cho rằng, vương miện đắt nhất trong lịch sử cuộc thi Miss Universe không được tỏa sáng như kỳ vọng là do kích thước đầu của Tân Hoa Hậu Hoàn Vũ An Dê mẹ dạ không tương thích. Cận cảnh chiếc vương miện danh giá 5 triệu đô la Mỹ, tương đương 115 tỷ đồng, được xem là đắt đỏ nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa Hậu Hoàn Vũ. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.